Trong chiến thắng trước Chelsea mới đây, Phil Foden dắt theo cậu con trai trong trận đấu đánh dấu lần thứ 5 vô địch Premier League của anh. Khoảnh khắc thú vị này tái hiện hình ảnh khi mà cầu thủ người Anh chỉ còn là một cậu bé mascot. Nhìn vào bức ảnh được lan truyền thời điểm đó, người hâm mộ thấp thoáng thấy bóng dáng của Sun Ji-hai, tên phiên âm là Tôn Kế Hải, niềm tự hào một thời của châu Á tại Premier League, cầu thủ Đông Á đầu tiên ghi bàn ở Premier League và là lá chắn thép nơi đội hình của Man City thời đó. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình đáng nhớ của Sun Ji-hai tại giải đấu hàng đầu nước Anh trong những năm đầu thế kỷ 21. Khởi đầu không như mong đợi. Sun Ji-hai sinh năm 1977 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ngay từ nhỏ, Sun Ji-hai đã thể hiện bản thân có năng khiếu với bóng đá và ghi danh vào tập luyện tại lò đào tạo của đội bóng quê nhà Đại Liên City. Năm 1995, cơ hội mở ra cho ông khi Sun Ji-hai có trận ra mắt vào tháng 5 gặp địch thủ tứ xuyên Guangxin và để lại dấu ấn nhất định. Giống như nhiều cầu thủ trẻ hàng đầu của bóng đá Trung Quốc thế hệ đó, trung vệ của Đại Liên cũng mong muốn được đến trại huấn luyện trẻ Trung Quốc ở Brazil do Gian Libao tài trợ. Một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đạt đến một bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, Sun Ji-hai đã không được lựa chọn vì bị các tuyển trạch viên ngày đó đánh giá không đủ tiềm năng. Dù vậy, cú vấp ngã đầu đời này không hề khiến Sun Ji-hai nhục chí. Ông nỗ lực chăm chỉ tập luyện để khẳng định bản thân tại Đại Liên City sau đó. Với sự cố gắng của mình, Sun Ji-hai đã cùng câu lạc bộ tỉnh Liêu Ninh giành 4 chức vô địch quốc nội và một cúp FA Trung Quốc. Thành tích giúp ông lọt vào mắt xanh của đội ngũ săn lùng cầu thủ từ Crystal Palace. Con đường xuất ngoại với Crystal Palace. Năm 1998, sau giai đoạn thi đấu thành công ở Đại Liên City, Sun Ji-hai đã cùng với người đồng đội Fang Ziyi chuyển đến Crystal Palace và trở thành những cầu thủ Trung Quốc đầu tiên đến chơi bóng tại nước Anh. Sun Ji-hai có trận ra mắt Palace trong thất bại 0-3 trước Bury tại Football League Cup. Đáng buồn cho trung vệ người Trung Quốc khi trong giai đoạn thi đấu ở đây, thành tích của Palace lại không đạt được như mong đợi khi họ liên tục trôi về nửa sau của bảng xếp hạng. Hết mùa bóng đó, Sun Ji-hai trở về Đại Liên City sau khi đáo hạn hợp đồng cho mượn. Còn người đồng đội của ông thì lại tiếp tục thi đấu cho đội chủ sân Selhurst Park thêm 2 năm nữa, và thậm chí từng có giai đoạn nắm giữ chiếc băng thủ quân tại câu lạc bộ này. Về phần Sun Ji-hai, dù khép lại chuyến hành trình với Palace không như kỳ vọng, nhưng ông cũng đã kịp để lại những dấu ấn nhất định, tạo tiền đề cho chuyến tàu trở lại nước Anh. Tỏa sáng ở Man City. Quay về Đại Liên City vào năm 1999, nhưng chỉ 2 năm sau, ông đã tái xuất xứ sương mù khi được Manchester City chiêu mộ với giá 2 triệu bảng vào tháng 2 năm 2002. Qua đó, trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử của Man City. Ông nhanh chóng có trận ra mắt trong chiến thắng 4-2 trước Coventry City và khiến các cổ động viên đội bóng tỏ ra thán phục bằng lối đá lăn xả và khả năng phòng ngự chắc chắn. Mùa giải 2002-2003, Sun Ji-hai thậm chí còn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Man City. Ông được xem là một phần nơi tuyến phòng ngự khi thi đấu hiệu quả trước khung thành của Peter Schmeichel cùng với Niklas Jensen, Sylvain Distin và Richarlison. Tháng 10 năm 2002, Sun Ji-hai trở thành cầu thủ Đông Á đầu tiên ghi bàn ở Premier League khi ông có cú đánh đầu mở tỷ số vào lưới của Birmingham City trong chiến thắng 2-0 của Man City. Gắn bó với đội chủ sân City of Manchester trong khoảng 6 mùa giải từ 2002 đến 2008, Sun Ji-hai đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng cộng 130 trận đấu và 3 bàn thắng. 2 năm đầu tiên cùng Man City cũng chứng kiến khoảng thời gian thăng hoa của cầu thủ người Trung Quốc tại xứ sương mù khi ông cùng với Letizia tạo thành trận derby Trung Quốc mỗi khi Man City đối đầu Everton. Tuy nhiên, so với Sun Ji-hai, sự nghiệp của Letizia ở nước Anh không ấn tượng bằng khi ông không được David Moyes trọng dụng. Với Sun Ji-hai, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng xấu sau kỳ Euro 2004. Khởi đầu mùa bóng năm đó, Sun Ji-hai gặp phải chấn thương nặng bởi cú vào bóng của Eder Gudjohnsen bên phía Chelsea và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Trở lại sau chấn thương, tình trạng của cầu thủ người Trung Quốc không còn như mong đợi. Sun Ji-hai đánh mất suất đá chính tại Man City và thỉnh thoảng là phải rời xa sân cỏ với sự không đảm bảo về mặt sức khỏe. Mùa 2007-2008, huấn luyện viên Eriksen chính thức cập bến và ông cũng không ngần ngại bày tỏ ý định gạt Sun Ji-hai ra khỏi kế hoạch phát triển đội bóng. Cầu thủ người Trung Quốc chỉ còn đóng vai trò dự bị và không thể nào cạnh tranh với những veteran Koluka hay Makobo cho một suất ra sân. Mùa hè 2008, Sun Ji-hai quyết định rời Man City và chuyển sang đầu quân cho Sheffield United.
giai đoạn hoàng hôn và trở về Trung Quốc. Gia nhập đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất Anh, Sheffield United, và bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sujiha được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian đánh dấu giai đoạn hoàng hôn trong sự nghiệp của trung vệ người Trung Quốc tại nước Anh. Sujiha chỉ có đúng 12 lần ra sân cho Sheffield ở mùa giải đầu tiên và không thể cạnh tranh một suất đá chính. Ông cũng nhanh chóng bị đem đi cho mượn về Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng hè. Quay về quê hương, Sujiha lần lượt trải qua màu áo của câu lạc bộ Thành Đô Blaze, Quý Châu Rennes, Trùng Khánh Lifan, Bắc Kinh Rennes trước khi được đặt quyết định giải nghệ vào cuối năm 2016. Trong màu áo đội tuyển Trung Quốc, Sujiha có 80 trận đấu, đóng góp 1 bàn thắng và đỉnh cao là lần tham dự World Cup 2002. Dù vậy, Sujiha có một đoạn kết không êm ả cùng với đội tuyển quê nhà. Khi trong trận đấu đụng độ với Qatar ở vòng loại World Cup 2010, ông đã phải nhận thẻ đỏ, chịu án phạt treo giò 5 trận từ FIFA và không bao giờ được gọi lên tuyển sau sự cố đó. Dù vậy, xét về tổng thể, Sujiha vẫn được nhắc đến như một huyền thoại bóng đá Trung Quốc, khi ông là gương mặt tiêu biểu, đại diện cho một thế hệ cầu thủ đã chứng tỏ bản thân có đủ khả năng để chơi một giải đấu hàng đầu như Premier League. Trong màu áo Man City, Sujiha cũng khiến người hâm mộ phải nhớ đến bằng lối chơi máu lửa, truy cản hiệu quả và là trụ cột hàng phòng ngự của câu lạc bộ trong suốt thời gian đầu đến nước Anh. Những chấn thương đã ngăn cản cầu thủ người Trung Quốc duy trì sự ổn định về mặt phong độ. Nhưng sau tất cả những gì đã cống hiến, Sujiha xứng đáng được xem là niềm tự hào đầu tiên của châu Á tại Premier League, tạo tiền đề cho không ít những gương mặt Đông Á sau này ghi dấu ấn tại sân chơi số 1 xứ sương mù. Vương Minh trở thành triệu phú công nghệ. Sau khi chia tay sự nghiệp bóng đá, Sujiha phát triển mạnh mẽ công việc kinh doanh của mình khi thành lập công ty công nghệ Bắc Kinh HiQ vào tháng 2 năm 2016. Đáng chú ý, đó là giai đoạn mà ông vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp. Cuối năm đó, Sujiha công bố đã gọi vốn thành công vòng đầu tiên cho công ty của mình với những nhà đầu tư máu mặt tham gia, dẫn đầu là tập đoàn China Media Capital, Tencent và Yuan Sun Fund. Được biết, HiQ Sport của huyền thoại bóng đá Trung Quốc tập trung vào việc cung cấp phương tiện thể thao, công nghệ và dữ liệu cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu. Với sự góp mặt của những ông lớn như CMC, Tencent hay quỹ đầu tư Yuan Sun, công ty của Sujiha phát triển nhanh chóng sau đó. Họ đã xây dựng thành công ứng dụng Miaohai, một nền tảng truyền thông xã hội dành cho thể thao, kết nối những người nổi tiếng và người hâm mộ. Với 2.000 gương mặt tên tuổi trên cơ sở dữ liệu vào thời điểm thành lập, ứng dụng Miaohai hiện đã phát triển tăng vọt từ 20.000 lên tới 400 triệu người dùng. Sự phát triển vượt bậc này nhờ vào sự thỏa thuận đạt được với đội tuyển bóng đá Trung Quốc, cho phép Miaohai phát trực tuyến các nội dung trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 của đội. Hiện tại, HiQ Sport đã hướng sự phát triển ra ngoài biên giới Trung Quốc khi họ hợp tác với Premier League để đưa các trận đấu tại giải đấu này đến gần hơn với người hâm mộ xứ Trung. Mối quan hệ tốt giữa Sujiha khi còn thi đấu tại Man City càng làm thúc đẩy quá trình này. Theo trang PeopleWorld Wiki, HiQ Sport được định giá hơn 20 triệu bảng. Công ty của Sujiha hiện có hơn 100 nhân viên, tập trung vào việc kinh doanh công nghệ thể thao, truyền thông và dữ liệu tại Trung Quốc cũng như toàn thế giới.